Phước Thịnh đã làm thì mời anh Thành lên. Bây giờ á, bạn Phúc Thịnh đá cao bao nhiêu thì bạn Phước Thịnh theo bấy nhiêu. Và bạn Trấn Thành cũng theo bấy nhiêu với mọi người. Mọi người đồng ý không mọi người? Cái này thì được mà, cho nên dài mà. Mình nhìn ngầm một chút. Em có động tác nào khác ngoài cái này không nãy giờ? Anh Sơn trước, kính lão đất thọ. Rồi, bạn rồi. Để cho gò má. Để gò má. Để lên gò má, dạ. À. Kéo ra. Kéo ra. Ngắm ngay ra. Buông cái tay này phải không? À. Sau khi cháu hướng dẫn và bác Sơn dẫn hụt. Cho ba cái cây này có lý do là kêu các cô chú về tập đi. Về tập luyện rồi. Tập cảm ơn con nha, cảm ơn con nghe giỏi quá. Áo. Hay quá, hay quá. Hay quá. Oh. Đó, đấy, con chỉ vài đúng không? Đâu phần nào ra phần đó. Đó. Phần nào ra phần đó, đúng rồi. Đó, thi à. Thi. Đó. Con phải làm một việc rất là thiên tài. Lỗ mèo mà để tóc này à, hợp nè.
à, cái này khó. Khó nha, không lên nổi, không lên nổi, thực sự là tới đây thôi. Không lên nổi, không lên nổi. Trời ơi, đất ơi. Sao như phơi đồ vậy? Cái quần như phơi đồ vậy đó. Chưa bao giờ thấy y như ai máng cùng lập xưởng lên nhé, trời ơi chị. Yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua. Và với tất cả những giám khảo khách mời vừa rồi, với những hình ảnh vừa rồi, chúng ta không thể nào không nhắc lại trận đá cầu kinh điển. Chúng ta hãy cùng xem lại những khoảnh khắc đó nha. Cái môn này lát nữa còn biểu diễn chuyên nghiệp sao? Tại vì ba người lỡ lên rồi. Thì bây giờ mình lặp lại tuổi thơ. Đá cầu này bây giờ đá có ai đá hụt? Có ai đá hụt? Em không biết chơi cái này. Thì bây giờ đứng năm góc, ai đá hụt một cái đóng vô cho nhỏ 100.000 tiền học bổng. Lẹ đi mấy đứa, đứng vô góc đá chuyền đi mấy đứa. Đứng vô góc đá chuyền đi mấy đứa. Đi ra đây. Trước khi con đến phần biểu diễn môn cầu mây của con, thì bây giờ chúng ta sẽ có một trận đấu giải giữa năm người truyền cầu cho nhau. Con là người chính giữa, con muốn truyền ai con truyền. Rồi, đứng năm góc. Ừ, đó, view. 100. Ừ, đó, view. 100. 100 cái tiền thắng quần. Gì kỳ đó, mình bị gài dữ ta. Gài chứ. Rồi, ra ngoài nè, 200. Đưa quá, người khác truyền đi, đừng có đưa em nữa. 100.000, chồng đá vợ 100.000. Chơi cái gì? Sao bà không đá? Ủa ai mà đá chua như vậy? Miệng chung thôi chứ. Chua chua, thấy ai chơi nhanh luôn á, thiệt á. Thì bà đá, bà chuyện với ai đi. Em đây, con nhanh nhất nè, con mới kia, mới kia 1, 2, 3, sao mà đã được. Anh chưa? Chưa. Đá mà ngang ngược vậy mà cũng tính nữa. Wow. 300.000. Ý, ai vậy? Bà heo. Ý. Ồ. Ôi. 200. 200. Còn một đợt nữa, còn một đợt nữa. Nãy giờ tổng kết là chú Thành 200, chị Harry 100, em 300 nha. Nè. Ý. Ý. Trăm. Trăm. Chứ đâu có thí sinh mà được 100. Nè. Ý. Ý. Chứ đâu có thí sinh mà được 100. Nó trả tiền rồi rút về, rút quân về. Rút quân về.
Chúc mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Siêu Tài Năng Nhí. Và đây cũng là mùa thứ hai rồi, cho nên chương trình cũng rất mong một lần nữa sẽ nhận được những sự phản hồi này, những đóng góp ý kiến của quý vị khán giả, để chúng ta sẽ bước vào đêm bán kết trọn vẹn và thú vị hơn. Quý vị khán giả có thể truy cập vào trang fanpage cũng như kênh YouTube của chương trình để chúng ta có thể để lại những bình luận. Nếu mà nói về các bé thì chúng ta không thể nào không nhắc đến được những sự đáng yêu, dễ thương. Có thể quý vị thấy được có những bé nhìn rất là chững chạc hơn số tuổi của mình, khi mà thể hiện tài năng thì rất là nghiêm túc, nhưng mà các bé nhỏ thì luôn có một sự ngây ngô dễ thương. Đây sẽ là lúc mà chúng ta có thể cùng xem những khoảnh khắc rất đáng yêu của các bé. Xin mời. Xin được giới thiệu, đây là bé Hồ Đăng Minh, 6 tuổi thôi. Và tài năng của bé đó chính là violin. Ai mà chăm sóc cháu hàng ngày vậy, mà sao cháu ngoan mà cháu dễ thương quá vậy? Dạ thưa chú, ba mẹ con. Trời yêu chị ơi, có tất cả con trai tụi đó. Thôi đừng giành với em, đừng giành với em. Sao mà đẹp trai quá vậy? Cái áo dài này là ai may cho con mà đẹp quá vậy? Bác Thịnh may, bác Thịnh mới đưa cho mẹ rồi mẹ lấy lâu rồi mẹ mặc cho con. Bác Thịnh không là không đủ. Dạ. Bác Thịnh mai xong bác Thịnh phải đưa cho mẹ. Đúng rồi. Và mẹ phải lấy gọi mặc đó rồi con mặc cho con. Đúng. Thì con mới có. Rất là tôn trọng về cái công sức của mẹ mình á. Nếu mẹ không lấy về bác Thịnh may cho ai mặc? Đúng. Đúng không? Con ơi, con biết cô này là ai không? Dạ thưa chú không. À, vậy thì con có biết chú này là ai không? À. Dạ thưa chú. Chú Trấn Thành. À, con ơi, chú được nghe nói là con ở nhà không được coi tivi là có đúng không? Dạ thưa chú, đúng. Thế bình thường mà ở nhà mà con không có những cái tiết mục giải trí khác thì là con chỉ là chơi với cái cây violin của con thôi hả? Dạ, mỗi ngày ba mẹ bắt con tập đàn. Bắt nha. Đây là bắt tập hay là con muốn tập? Tập, đúng. Dạ, bắt con tập. Anh thấy chưa, trời ơi, con là không biết tay tối. Con có thể chụp ảnh với cô Hà Lưu Quân được không ạ? Chú có thể chụp ảnh với con được không? Con sẽ chụp ảnh với cô Hà Lưu Quân trước rồi con sẽ chụp ảnh với chú. Chú Trấn Thành còn muốn chụp với con không? Vô. Chị chú rất vui lắm. Và cô Hà Như. Có. Chú có được chạm vào người con không? Có ạ. Ừ. Dễ thương. À, con gái ơi, sao mà con có một cái sự yêu mến đặc biệt dành cho cô Harry Won quá vậy? Tại vì con thấy cô Harry Won rất xuất sắc và xinh đẹp. Chắc chú thì không. cái vế và xinh đẹp phải sao hả Nhứ? Anh xin phép, em xin phép. À, bé mới khen em. Cảm ơn con. Có thể thấy được là con rất là yêu mến những cái nhân vật xinh đẹp, giỏi giang. Và con cũng mong muốn là mình lớn lên là mình sẽ giỏi giang như vậy, đúng không? Dạ. Yeah. Con có lời khen nào dành cho chú Trấn Thành không? À, con thấy chú Trấn Thành rất đẹp trai á. Đẹp trai không chỉ người yêu. Thật ra từ nãy giờ trong phần thi của con thì vô thích nhất phần này. Chú nghĩ là con là một đứa bé thông minh và con hiểu biết về cuộc sống tốt. Mục đích của tiếng nhỏ quay lại mùa 2 là không phải là để hỗ trợ hay là để gửi quà gì đâu, là để mắng vốn hỏi vậy thôi. Con có muốn năm nay chú Nu dạy con hát luôn không? Con báo luôn lần. Dạ chú Nu ơi, bây giờ con muốn hát quá, chú có muốn dạy con hát không? Chú cũng dạy con hát luôn được không? Chú với chú Trúc Nhân đều có thể dạy hai con đường thoải mái đó. Hát thì chắc chắn là chú Trấn Thành vẫn có thể hỗ trợ các con đúng không? Dạ. Các cô chú luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho tương lai của các con và hỗ trợ cho đam mê của con. Rõ ràng ha. Dạ. Vâng à, cảm ơn anh Nu rất là nhiều. Dạ con cảm ơn chú. Dạ cảm ơn chú.
Và con cũng ráng con cho chú coi cái tin nhắn trả lời của chú Nu nha. Dạ. Con không muốn ăn hủ tiếu nhà cô kia luôn không? Con cũng ráng cho cô chú coi cái tin nhắn mà cô Gil confirm cái order đó nha. Mỗi lần con điện con nói là cô Gil ơi con thèm bánh bao nhà cô quá, con thích hủ tiếu nhà cô quá, cô Gil ship qua cho con ăn cho thấm giọng. Dạ. Trên ca cho hay nha con. Dạ. Ừ. Con nhà siêu tài năng nhí, muốn gì là được hết, chỉ cần các con muốn và các con chịu học hỏi thì ở đây cô chú luôn sẵn sàng nha. Tham gia chương trình nhiều quyền lợi quá. Nhiều quyền lợi. Các cháu ơi hãy tham gia mùa 3 nhé, chương trình này nhiều quyền lợi lắm. Super 10 siêu tài năng nhí mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.